Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã ban hành nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hiện nay cùng với tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch để sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết và đi vào thực tiễn. Với việc ban hành nghị quyết 21, một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng là làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân. Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể rõ ràng về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Mà bây giờ chúng ta thấy là trong Đảng nhấn mạnh đó, lấy hiệu quả công việc và uy tín với quần chúng của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên hay không. Cái này là một yếu tố mặc dù là chúng ta nói lâu rồi nhưng đợt này là nhấn rất là mạnh cái điểm này. Nghị quyết 21 được kỳ vọng tạo bước chuyển biến mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tinh chiến đấu của Đảng. Tại Nghệ An, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng đã được trực tuyến đến 632 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã với hơn 15.000 đại biểu tham dự. Nhờ đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thấm nhuần, tạo được chuyển biến trong nhận thức và quyết tâm trong hành động. Thì sau khi tiếp thu thì thị trấn Đồng đã triển khai xuống tận các chi bộ, anh em đã ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các cái bước. Một là phải nâng cao cái chất lượng sinh hoạt ở từng chi bộ cơ sở. Cái công tác ra soát sàng lọc đối với đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng thì thị trấn đã triển khai cho các chi bộ, đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức ra soát đối với những đảng viên mà vi phạm, rồi những đối với những đảng viên đi nước ngoài, rồi đối với những đảng viên mà đi làm ăn xa. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, Đảng bộ Nghệ An có 1.427 tổ chức cơ sở đảng với 8.293 chi bộ trực thuộc cơ sở, trên 195.000 đảng viên và là một trong những đảng bộ có số đảng viên đông trên toàn quốc. Thời gian qua, Nghệ An cũng đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định, cùng với đó là phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp phụ trách theo dõi và dự sinh hoạt tại các chi bộ. Và với nghị quyết 21 được ban hành lần này là cơ sở để cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa và có các giải pháp để tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chúng tôi cũng xác định là đây là một cái nghị quyết có sức lan tỏa rất là lớn và để mà đi vào cuộc sống thì cần phải cụ thể hóa trên cơ sở cái điều kiện thực tiễn của Hồng Mai. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo đưa vào trong cái dự thảo. Trước đây thì phân công đảng viên mà phụ trách thì cũng cứ phân công ở mức độ chung chung. Thì bây giờ trong giải pháp đó là phải phân công đảng viên phụ trách việc gì là phải hết sức cụ thể, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm và sau này lấy cái kết quả đó để đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Đảng ủy sẽ cụ thể hóa mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là cái chỗ tập trung để nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở quan tâm vấn đề thứ nhất là cái chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cái chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng lãnh đạo các cái đoàn thể chính trị, xã hội trong các cơ quan đơn vị. Còn về chất lượng đảng viên thì Đảng ủy khối đang vừa rồi đã có một cái chỉ thị về tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấp hành điều lệ đảng đối với các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối. Nghị quyết 21 tiếp tục mở ra đường hướng mới, làm cơ sở để cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nâng cao sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Nghệ An ngày càng phát triển.